Xin chào tất cả các bác đến với kênh Cao GBL Hoàng Mai. Hôm nay em có giáp thử một đôi súp, một đôi 525 và giáp với chiếc vang số DB Acoustic 9800 Plus. Phải nói một cái chất âm cực kỳ phê pha hay trong dòng vang số các bác nhá. Chứ còn nếu mà nói là so cả mixer thì nó không so được đâu. Nhưng mà nó cũng rất là ổn luôn. Khi thấy rất ổn và vài chục con vang số em mới lựa một con. Bác nào cần thì alo cho em Cao theo hai số điện thoại ghi trên bài. Và xin các bác thấy cái video của em hay, cho em xin một like, một chia sẻ các bác nhá, để em phục vụ các bác tốt hơn. Thank you các bác rất nhiều. Và đây là một đôi súp 518. Hình thức thì đẹp nhễ nhại rồi, không phải nghĩ rồi. Màng tím ngắt luôn, không một vết chảy xước. Và đây là hoàn thiện của chiếc súp này, lắp đủ e căng này, trông rất là ok luôn. Bao hay bao phê, bao hay luôn các bác nhá, cực hay luôn. Bác nào mà chơi gia đình chỉ cần chơi một quả thôi quá đủ rồi. Các bác không tội gì mà mua những cục trầm hàng Trung Quốc mười mấy triệu, em thấy nó quá lãng phí các bạn. Đây là JB hàng hit và một đôi loa 525. Tối nay cũng ngẫu hứng một đoạn để hát đôi bài liền luôn, để mời các bác thẩm âm trên cái làng nền tảng của vang số và mix sennheiser G3 đầu EVK 300 đầu 865. Cũng rất hay trong cái tầm giá tiền. Và đây là súp các bác nhá, tình trạng nó là đẹp cáu cạnh luôn, liền công suất cửa đào các bác nhá, nó hay lắm luôn ấy. Cái súp này nó hay lắm luôn ấy. Bác nào mà ở gần khu vực Hà Nội qua Cao GBL Hoàng Mai để thưởng thức cái chất âm súp này. Còn tình trạng và vỏ thùng thì là đẹp xuất sắc, kiểu thiếu thùng xốp thôi, không phải nghĩ một cái điều gì luôn, đẹp kinh điển luôn nhá. Và cũng để biết được cái chất âm mà con vang số này nó đưa ra thì các bác cứ thẩm âm và cho em các cái comment. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh Cao GBL Hoàng Mai để có các sản phẩm mới nhất em review lên kênh. Trong suốt thời gian qua các bác đã ủng hộ em rất nhiều. Không biết nói gì, xin cảm ơn tất cả các bác. Và các bác thấy video hay thì cho Cao GBL Hoàng Mai xin một like các bác nhé. Để em sẽ phục vụ các bác tốt hơn. Còn cái màng của nó thì tím ngắt, nó có cả đèn bác nhé. Nó có cả đèn JB để sáng này. Đấy, cái đèn nó sáng đấy. Đấy. Còn đây là đây. Đẹp cáu cạnh luôn các bạn. Không phải nghĩ một điều gì luôn. Bao hay luôn, bao phê luôn. Và sau đây em xin test một đoạn. Có thể hai bài luôn đi. Hôm nay có khi có tí giấm vào rồi, có khi hát lại phê. Mong các bác thẩm âm và cho em các comment để em sẽ rút kinh nghiệm và làm cái công việc của mình tốt hơn. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Và đây em cũng chia sẻ thêm rằng là cái tay mic này, các bác không tội gì mà mua cái mic tàu, trả bao tiền, giá tại Cao GBL Hoàng Mai là hơn 10 triệu, mà chất âm của nó mãi mãi luôn các bác nhá. Mãi mãi luôn, đến lúc hỏng luôn. Nó hay lắm. Cho nên là nhiều bác cứ mua hàng chục triệu cái mic chả có tên có tuổi gì đâu đâu ý. Các bác nên lưu ý điều này nhá. Và em sẽ hát để các cụ thẩm âm cho em. Các bác cho em xin một like các bác nha. Thank you các bác rất nhiều.
Mày hát nhạc làng quan họ quê tôi tham diệm mùa hát buồn nhưng nên chẳng hát còn con sông cầu làng bão xanh làng những làng quan họ xanh xanh làng quan họ quê tôi những chiều bao thương ca đầu con gió lón quai cao người ơi lón quai cao nói gì người ơi người ơi làng quan họ quê tôi giữa đình ngô ban nguyệt chỉ ta tựa mạn thuyền anh na ngồi bé lái quan nó về làng là về giao duyên anh quan nó về mà về giao duyên anh khi bom rơi trên cầu thương nhớ tiếng đưa anh đi em mát bài quan họ xin gửi cả anh chẳng quê về theo lời vâng, đấy là bài thứ nhất, một nửa thôi các bác nhá, thời gian cũng không có nhiều nên mong các bác cảm ơn nhé. Vâng, đây một nửa ca khúc thứ hai, hôm nay hát nhạc tiền chiến. Cũng không quen anh nhớ biên cương lời con sông ngầm chảy vào đất Việt ở nơi anh mùa này con nước lắng phù sa bóng đôi mây anh nhớ biên cương biết rằng em lắm tháng khóc chờ cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước lên ngày nay cùng bạn bè trên chốn anh lại xuống sông ngầm cho thỏa lòng em mong em ở phương xa nghe đại bão gió mùa đông băng em thương anh như chiến nào gặp rét mà em thương chiều này đang ngưng gác lo cánh giữ đất trời áo ấm có lạnh không người anh yêu người chiến sĩ biên phòng có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ có tình yêu bốn mùa rơi ấm dù gió mưa dù mùa đông vì rằng em luôn ở bên anh. Vâng, vâng, đấy là một ca khúc nhạc đỏ ngẫu hứng thôi các bác nhá, nó chỉ là ngẫu hứng thôi.
dài đôi như có hoàng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống tóc cho ta gần nhau. Tiếng mưa rơi đêm mây chiều hắt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở ai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn. Ở ai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm. Hướng thôi, cứ nhạc tới đâu là ta chơi tới đó. Thank you các bác rất nhiều. Và các bác cho em một vài cái comment đánh giá các bác nhé. Cùng mắc vòng trên đường Trường Sơn, hai đứa hai đầu xa thẳm đường ra trận mùa nay đẹp năm. Trường Sơn đông lớn Trường Sơn tây, Trường Sơn tây anh đi thương em bên đây mưa nhiều con đường mà cánh gào muối bay dây ra cho dài mà tay áo đến rau rồi em có lấy anh không. Còn em thương bên đây anh mùa đông lương nghe cạn bướm bay nền đá biết lòng anh say miền đất là đông Trường Sơn nhớ tay Trường Sơn. Thank you các bác rất nhiều. Một buổi tối ngâm ngừng các bác nhé. Cho nên hát mỗi bản đoạn mong các bác thảo và cho em các cái comment để em phấn đấu hơn, làm công việc phục vụ các bác tốt hơn. Một lần nữa Cao Di Bèo Hoàng Mai xin cảm ơn các bác rất nhiều. Thank you, các bạn.